gia đình không có gì ngoài kinh doanh vàng nha. Đây bên anh á là coi như là tiệm vàng Khánh Ngọc, rồi ở giữa là cổng hoa của Simon Tứ rất là ôi về, nhân viên đang cắm mà chưa xong đâu quá giờ hoa. Cái bên đó là em gái là Ngọc Loan bán vàng, nói chung là gia đình không có gì ngoài vàng. Sau đó mọi người sẽ đi một vòng vô bên trong cái động mê cung hoa của Simon Tứ thì mọi người sẽ thấy là hoa nó ôi về như thế này nha. Một trong những cái cổng hoa bên mình làm rất là nhiều hoa, lý do tại sao bởi vì gia đình có đặt mình một cái tiệc ở trong nhà hàng rất là lớn, cũng là hoa luôn, cho nên là mình làm với lại gia đình là một trong những người mà theo dõi TikTok của mình khá là nhiều, cũng như rất là thích hoa của mình theo một cách là ôi về. Chứ vì vậy cho nên là mình không có ngán về hoa, nó có nhiều hoa là mình đã tập trung hết cho cả gia đình làm cho mình chán luôn. Rồi mọi người vô bên trong đi, hoa thì không có gì ôi về ngoài hai quá trời hoa luôn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mọi người vào cả nhà đẹp không? Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hy vọng cả nhà sẽ đồng hành cùng với kênh TikTok của Simon Tứ nha. Bye bye. Thank you.